Trịnh Thu Vinh tiếc nuối dừng chân ở vị trí thứ tư chung kết 10m súng ngắn hơi Olympic. 17 giờ chiều nay, theo giờ Việt Nam. Nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh của Việt Nam đã bước vào chung kết cự ly 10m súng ngắn hơi nữ tại Olympic Paris 2024. Các đối thủ của Thu Vinh là hàng loạt vận động viên xuất sắc đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ. Sau những loạt bắn gây cấn nghẹt thở, xạ thủ của Việt Nam dừng bước ở vị trí thứ tư. Dù Thu Vinh rất nỗ lực và có nhiều loạt bắn được trên 10 điểm nhưng các đối thủ của cô cũng quá xuất sắc, Thu Vinh không đạt mục tiêu giành huy chương như kỳ vọng. Dẫu vậy, đây là thành tích cực kỳ đáng khen với cô gái đến từ Thanh Hóa trong lần đầu dự Olympic. Trịnh Thu Vinh đã có nhiều lượt bắn tốt với điểm số trên 10 và liên tục ở trong top 4. Có thời điểm vươn lên vị trí thứ 3, bằng điểm với vận động viên Ấn Độ nhưng các đối thủ cũng thi đấu rất tập trung, đặc biệt ở những loạt bắn cuối. Chung cuộc, Thu Vinh giành được 198.6 điểm và dừng chân ở top 4, chưa thể giành huy chương trong lần đầu dự Olympic. Bộ ba Oh-Ye-Jin, Kim Ye-ji đến từ Hàn Quốc và Baker Manu đến từ Ấn Độ cùng nhau dẫn đầu sau loạt bắn phân hạng 10 viên đầu tiên và bảo vệ vị trí cho đến nay. Không để đối thủ nào ở phía sau vượt lên. Vùng quê nghèo ngóng đợi xạ thủ Trịnh Thu Vinh mang huy chương Olympic trở về và cuối cùng. Nội dung chung kết 10m súng ngắn hơi nữ đã khép lại sau cuộc đấu nội bộ của những vận động viên Hàn Quốc. Với 243.2 điểm, vận động viên Oh-Ye-Jin đã đoạt huy chương vàng thuyết phục, đồng thời phá luôn kỷ lục Olympic. Giành huy chương bạc là Kim Ye-ji với 241.3 điểm, còn Baker Manu của Ấn Độ lấy huy chương đồng với 221.7 điểm. Ngày 2 tháng 8, Thu Vinh của Việt Nam sẽ còn thi đấu nội dung 25m súng ngắn hơi nữ. Thu Vinh xuất phát điểm là vận động viên Điền Kinh và chỉ mới đến với bắn súng cách đây 7 năm.